Ok, hello xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tút nên cam xanh, nên cam bền. Thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu đây là gì? Thứ nhất là các bạn cần một con VA902. Ở thời điểm hiện tại mình khuyên rằng các bạn nên sử dụng VA902. VA xác minh tính thì các bạn có thể sử dụng được, và các bạn nên cam thì nó vẫn có xảy ra hiện tượng là nó quét lại, nó bắt chúng ta phải kháng 902 rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng một con BM kháng. Cái thứ ba chúng ta sử dụng bết kháng, và cái thứ tư nếu các bạn có thể phải dùng đó chính là VBS. Nếu như trong trường hợp cái máy tính của các bạn lên cam trong những ngày gần đây, 3 4 ngày gần đây chết liên tục không thể lên được, thì các bạn cần phải thay VBS. Đó là bốn cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị để chúng ta có thể chạy quảng cáo vào thời điểm này, vào thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên cái nguyên liệu VA902, ở đây mình có một con VA902 này. Đấy. VA902 là gì? Thì khi các bạn vào phần chất lượng tài khoản quảng cáo của nó, và các bạn bấm vào cái phần tài khoản Facebook này, thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái thông báo này là đã cái chúng tôi xác định rằng cái quyền hạn chế quảng cáo là sai, cho nên là nó kích hoạt lại quyền quảng cáo, vậy nên đây gọi là VA902. Tiếp theo là cần có một cái con bết kháng. Bết kháng các bạn dùng bết kháng thì ở đây mình đã thêm, ví dụ đây mình đã thêm một con bết kháng này. Bết kháng chúng mình sẽ chấp nhận nhé. Ok, chấp nhận. Rồi, sau khi chấp nhận xong thì mình sẽ vào phần chất lượng tài khoản quảng cáo này. Mình sẽ vào sâu vào đây để cho anh em xem thấy không. Đây, cái bet này bet kháng tháng ngày, bet kháng ngày 11 tháng 11, vị 902 là ngày mùng 6 này. Thực ra ngày mùng 6 đâu phải, nó phải là ngày mùng 9 tháng 11, còn cái bet kháng là ngày 11 tháng 11. Ok, còn cái nguyên liệu thứ ba đó chính là B mà kháng, thì mình cũng chuẩn bị rồi. Đây mình có một cái chuẩn bị một con B mà kháng, ví dụ đây là cái đường link mà của con BM kháng, thì các bạn sẽ ăn làm như nào khi các bạn nhận được, khi các bạn mua BM, các bạn sẽ nhận được cái đường link kiểu như này. Các bạn chỉ cần copy cái đường link này, copy đường link này, và các bạn lên cái con viên nhận, con viên nhận BM, ví dụ như con viên này, thì ở đây các bạn ví dụ như đây, các bạn chỉ cần dán cái đường link đấy vào đây và các bạn enter, sau đó các bạn sẽ nhập vào đây, nhập vào đây, ví dụ như con này mình sẽ nhập vào Tuyết Nhi. Đấy, mình sẽ nhập vào đây. Như vậy là xong, các bạn có thể đăng nhập xong. Đoạn này nó có thể yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu của cái con view các bạn nhận, thì các bạn nhập vào thôi, đúng không ạ? Ok, các bạn sẽ nhập vào, nhập cái con mật khẩu của con Via vào cho bạn gửi. Vậy là xong, như vậy là các bạn sẽ vào được trong BM nếu như cái link BM này còn hiệu lực và nó có tác dụng. Còn nếu như trường hợp mà các bạn bấm vào mà nó không hiện ra, nó báo đỏ, thì chứng tỏ là cái link BM đấy nó có hiện tượng lạ, tức là cái link BM đấy nó đã hết hạn hoặc là xảy ra vấn đề gì đó, thì các bạn cần liên hệ với người bán để các bạn cấp một cái link khác cho các bạn. Ok, đây. Thì khi chúng ta vào được trong cái BM kháng luôn, thì mình sẽ F5 lại phần chất lượng tài khoản quảng cáo này. Khi nhận rồi thì chúng ta có một cái B mà kháng, thì các bạn xem kháng ở đâu, xem B mà kháng như nào, bên kháng như nào, các bạn cứ vào chất lượng tài khoản và vào phần các vấn đề, sau đó các bạn sẽ chọn vào phần giúp mình là đã giải quyết. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng đây cũng là một con B mà kháng được kháng vào ngày mùng 5 tháng 11, đúng không ạ? Ok, thì sau khi mà đã có page, có via của BM thì chúng ta làm như nào? Thì đầu tiên các bạn cần lưu ý rằng các bạn tuyệt đối không nên sử dụng cái tài khoản quảng cáo cá nhân của con viên 92 khi chúng ta mới chạy quảng cáo. Bởi vì sao? Bởi vì rất dễ bị bất thường và rất dễ cái tài khoản này bị vô hiệu hóa sau 1 đến 2 ngày. Thì cái đấy các bạn nên sử dụng đó chính là tài khoản của cái con via của cái con BM. Đó, thì chúng ta sẽ vào trình quản lý quảng cáo. Bạn sẽ vào trình quản lý quảng cáo. Nếu như các bạn không biết vào trình quản lý quảng cáo thế nào từ từ cái BM, từ cái chất lượng tài khoản quảng cáo ấy, thì các bạn đây ví dụ nhá. Ví dụ mình sẽ làm ví dụ cho các bạn hai ví dụ luôn. Đây. Đi đến trang Facebook, đây là cái giao diện mà khi các bạn đăng nhập BM xong nó sẽ hiển thị như này. Các bạn không biết thế nào để vào trong trình quản lý quảng cáo, không biết thế nào để vào cài đặt BM, thì các bạn làm như nào? Các bạn bấm giúp mình vào phần công cụ khác này. Cách một là các bạn bấm vào công cụ khác, các bạn chọn đến cho mình là cài đặt doanh nghiệp. Cài đặt doanh nghiệp, nếu như nó là quản trị viên thì nó sẽ có phần cài đặt doanh nghiệp cho các bạn, còn không thì nó sẽ không có. Đấy, cách thứ tiếp theo để vào trình quản lý quảng cáo, các bạn cũng bấm vào đây, các bạn chọn vào trình quản lý quảng cáo. Đấy, trình quản lý quảng cáo, vậy là xong. Hoặc cách hai là các bạn ở trên cái chất lượng tài khoản quảng cáo này, các bạn muốn vào trong cái doanh nghiệp này, được, và muốn vào trong doanh nghiệp, ví dụ các bạn vào trong cái doanh nghiệp này nhé, thì các bạn chỉ cần bấm vào cái logo, cái chỗ dưới cái chữ chất lượng tài khoản này có chỗ chọn tài khoản này, các bạn bấm vào đây và các bạn bấm vào cái bánh răng bên cạnh cái logo này, ví dụ bấm vào đây thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái phần chất lượng tài khoản, cái cài đặt tài khoản quảng cáo doanh nghiệp, đúng không? Thì trong đây các bạn có thể thêm người, các bạn có thể thêm tài khoản, có thể share tài khoản, vân vân và vân vân, hoặc có thể sửa tài khoản, ví dụ cái tài khoản này nó tên này không quản lý được thì mình có thể đặt ví dụ chẳng hạn là 6H chẳng hạn, 6H đấy, mình new thay đổi, như vậy là xong.
Ok đó, thì các cái bước add thẻ, các cái bước add thẻ nhé, add thẻ vào tài khoản các thứ thì mình sẽ không làm view này, có rất nhiều video mình đã hướng dẫn rồi cho nên là bước đấy mình sẽ bỏ qua, mình sẽ tua qua đâu, mình cắt nó đi. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ vào cái phần chọn tài khoản đấy, ở chỗ trần chiến dịch này, tên góc góc trái màn hình có chữ chiến dịch này, bên cạnh đó là chúng ta sẽ chọn tài khoản. Thì ở đây mình sẽ chọn cái tài khoản quảng cáo là doanh nghiệp đấy, các bạn lưu ý là chọn tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Đối với một số các bạn ở đây nhé, mình các bạn thấy rằng ở đây cái tài khoản quảng cáo cá nhân nó có, tài khoản quảng cáo cá nhân này nó có campaign đúng không ạ? Thì campaign là do gì, là do đây là một cái tài khoản mình đã kháng về chất lượng tài khoản quảng cáo này, chất lượng tài khoản quảng cáo các bạn sẽ xem rằng là khi các bạn dùng VIA 902 và các bạn chạy quảng cáo ấy thì nó sẽ bị hạn chế, nó bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo. Đấy, ví dụ như con này đây, con này là con bạn thấy rồi, con này là mới con mà kháng 902 về vào ngày mùng 6, nhưng tài khoản quảng cáo nó thì bị hạn chế và nó bị vô hiệu hóa thì mình kháng đến ngày mùng 9. Tức là con các bạn sử dụng cái tài khoản quảng cáo cá nhân này này, các bạn lên cam thì có thể nó lên cam xanh, nhưng mà một hoặc hai ngày sau nó sẽ đai, nó sẽ đai và các bạn phải kháng. Thì ở đây nó bị đai và cả mình kháng về thì nó vào ngày mùng 9 các bạn hình dung ạ, mùng 9. Thì ở đây các bạn không nên sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, nếu như các bạn không nắm chắc được quy trình, không biết cách kháng hoặc là cái gì thì lời khuyên các bạn hãy làm theo thuốc này của mình là các bạn không sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, các bạn chỉ cần sử dụng tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp, tài khoản quảng cáo của BM kháng, nó là cái tài khoản này đúng không ạ, 6H này. Thì ở đây nên cam là được, các bạn đi hiểu không ạ, các bạn nên cam mà được. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành lên cam thôi. Đấy, thẻ thì mình đã add vào đây rồi, thẻ thì mình đã add vào tài khoản quảng cáo rồi. Đấy, tiến hành lên cam. Thì các bạn bước này các bạn lên cam như bình thường, mình sẽ làm nhanh. Ok. Và nếu như các bạn muốn lên nhiều cam thì lời khuyên là các bạn sẽ lên một lúc là nhiều cam luôn một thẻ. Các bạn dùng lên một phát là các bạn lên nhiều cam. Ví dụ đây mình sẽ lên một lúc nhiều cam cho bạn xem. Ví dụ nữa. Mình sẽ lên một lúc nhiều cam. Ok. Rồi. Các cái thao tác set cam này thì nhanh thôi, mình sẽ tua nhanh rồi. Ok nha, thì ở cái phần target này thì có một số target để anh em loại trừ clone. Ở đây mình có sử dụng ví dụ như là quản trị viên trong Facebook thanh toán từ một thanh toán trên Facebook 30 ngày 90 ngày, sử dụng thiết bị dưới 3 tháng, sử dụng thiết bị dưới 1 tháng, chém gió xuyên quốc gia, đại học môn 3 và một số cái thao tác khác. Nếu như các mặt hàng của các bạn là mặt hàng phổ thông, mặt hàng nhiều người dùng, ví dụ như quần áo, giày dép hoặc những cái mặt hàng mỹ phẩm thời trang, vân vân và vân vân, những cái mặt hàng phổ thông ấy, thì các bạn không cần phải target quá sâu vào hành vi sở thích, các bạn chỉ cần loại trừ một số cái đối tượng hành vi sở thích này thôi để giảm bớt cái clone đó. Ok, ở vị trí quảng cáo này thì các bạn chọn vị trí quảng cáo thủ công giúp mình, và ở đây chúng ta sẽ có thể tắt hết đi, tùy vào thứ các bạn tắt hết đi. Đấy. Và các bạn nên để cho mình ít nhất là vị trí hiển thị này có khoảng 2 đến 3, 2 đến 3 vị trí hiển thị để làm sao để cái bài viết đầu tiên của chúng ta hướng được nhiều traffic. Ok. Đấy, thì mình sẽ ở đây mình sẽ tạo cho nhiều cam luôn. Ví dụ mình ở đây mình tạo xong này. Sử dụng bài viết có sẵn này. Thì bên này mình đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị bài viết, ví dụ là bài viết này. Đấy. Rồi, ví dụ như đây, chúng ta đã chuẩn bị xong một bài viết như này này. Thì cái bước tiếp theo, các bạn muốn lên nhiều cam, muốn lên nhiều campaign thì các bạn cứ thế mà làm thôi. Bạn bấm vào đây, bấm vào cái chỗ phần chiến dịch này nhé. Chiến dịch các bạn ấn tạo bản sao, hoặc là các bạn muốn nhân nhiều nhóm thì các bạn ấn vào nhân nhóm. Thì tuy nhiên mình rất thích là nhân chiến dịch hơn. Ví dụ đây mình sẽ nhân thêm 6 cái nhóm nữa đi. Chép vào ra. Đấy, các bạn ấn chép. Và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cho từng nhóm quảng cáo, cho từng bài quảng cáo, từng chiến dịch quảng cáo. Đó, ví dụ đây là 6H2. Ok, đoạn này mình sẽ làm nhanh. Rồi, ok anh em, thì ở đây mình đã tạo nhanh, tạo được 8 campaign, phát lên phát 8 cam luôn. Đây anh em nhé, 8 cam. Đấy, thì chúng ta sẽ làm gì sau khi tạo xong? Đấy, sau khi tạo xong 8 campaign như này, anh em hình dung ạ, 8 campaign. Thì các bạn không được bấm đặt vào đây. Các bạn lưu ý giúp mình là các bạn đừng bấm đăng vào đây giúp mình nhé, các bạn không bấm đăng đâu, và các bạn phải đóng nó lại. Các bạn có thể đóng ở cái nút đóng này, hoặc là có thể có cái dấu X ở góc màn hình thì các bạn đóng nó lại. Đấy, chúng ta đóng nó lại và chúng ta sẽ bấm nút xem lại và đăng, xem lại và đăng. Lưu ý rằng là đối với tài khoản quảng cáo mới lần đầu tiên các bạn chạy
thì các bạn hãy bấm vào cái phần quảng cáo này, cái phần số 3 quảng cáo này, các bạn bỏ cái tích đấy, bỏ tất cả những cái bài này đi, các bạn bấm đăng trước, bấm đăng chiến dịch và nhóm quảng cáo trước. Đấy, đăng chiến dịch và nhóm quảng cáo trước. Sau khi đăng xong rồi, các bạn có thể F5 lại, các bạn F5 lại, sau đó thì các bạn sẽ bấm xem lại và đăng một lần nữa, thì các bạn sẽ bấm xem lại và đăng cái bài quảng cáo của chúng ta lên đây. Đấy, bấm xem lại và đăng cái bài quảng cáo chúng ta lên, thì cái tài khoản quảng cáo chúng ta nó tránh được cái hiện tượng là bị đai bất thường, bị chết bất thường. Đây là một cái mẹo nhỏ, một cái tip nhỏ khi làm việc mình nhận ra thôi. Còn sau khi các bạn có cái tài khoản cứng rồi, ví dụ cả ngưỡng 9 triệu, 14 triệu, 20 triệu, các bạn chạy thế nào tùy các bạn, ví dụ hoặc 5 triệu các bạn chạy nào tùy các bạn, thì để tránh hiện tượng chết nhiều nhất thì các bạn sẽ phải làm cách này, bạn nên làm cách này thì nó tránh được cái hiện tượng là chết. Và các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ đai này, nếu như các bạn gặp cái hiện tượng đai như này thì các bạn cần cần phải xem tài khoản quảng cáo của bạn bị đai không. Ví dụ ở đây tài sản bị hạn chế đấy, nó bị vội hóa như này, thì các bạn chỉ cần bấm kháng thôi, các bạn bấm kháng thì các bạn bấm kháng dòng một giúp mình đó, dòng một thế thôi, vậy là được. Nhưng đây là do mình làm mẫu cho các bạn, là mình làm hơi tham và làm 8 cái campaign, thì các bạn đây, các bạn khi các bạn chạy, các bạn chỉ cần nên một cho mình một hoặc hai campaign thôi, nên một hoặc hai campaign đúng không ạ, thì nó sẽ có tỷ lệ sống cao hơn, sẽ có tỷ lệ sống cao hơn. Ok đấy. Rồi ok anh em, để có thể chứng minh cho cái điều này thì mình sẽ làm cho anh em thêm một cái BM khác, BM kháng khác, và chúng ta sẽ chỉ lên một cam hoặc hai cam thôi chứ không nên nhiều như này. Ok, thì đây là có một cái BM mình đã chuẩn bị sẵn, một cái BM kháng tiếp rồi, thì chúng ta chỉ cần đăng nhập vào nó, tiếp tục là đăng nhập đó. Đấy anh em nhé, thì chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt tài khoản quảng cáo này, cài đặt doanh nghiệp này, cài đặt trang, cài đặt sự kiện. Nếu như các bạn bấm vào đây không có này, đúng không ạ, thì các bạn sẽ vào cái trần chất lượng tài khoản quảng cáo. Nếu trường hợp như này không có này, nếu như ở đây không có này, các bạn sẽ bấm vào cái logo này. Đấy, các bạn chọn một cái doanh nghiệp mà chúng ta vừa add này. Đấy, chọn đúng cái doanh nghiệp thì các bạn sẽ đi đến cái phần doanh nghiệp, bởi vì vừa rồi nó đang ở phần tài khoản cá nhân. Khi chúng ta đến cái tài khoản doanh nghiệp thì các bạn sẽ thấy rằng đây là cái con mình vừa nhận này. Con này chưa có, con này có tài khoản quảng cáo của nó đây này, và nó chưa có người này, thì chúng ta thêm người, thêm cái đúng cái con via đó, chỉ định xong, thêm xong các bạn sẽ vào bấm vào này để thêm thẻ, thêm phương thức thanh toán đấy. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh sửa được tiền tệ nhé. Ví dụ ở đây các bạn bấm vào thanh toán này, các bạn có thể chỉnh sửa được nó từ đô la Mỹ sang Việt Nam đồng này, đồng Việt Nam này, tiếp này, nó xong cho thêm thẻ, chỗ này mình sẽ xem thẻ. Rồi ok anh em, thì mình đã thêm thẻ xong này, mình gần xong và chúng ta sẽ vào phần trình quản lý quảng cáo và chúng ta lên cam. Và lúc này thì mình sẽ không lên nhiều cam như vậy nữa, mà mình chỉ lên ít thôi. Không, ở đây chúng ta có thể lên một cam hoặc hai cam, mình sẽ lên khoảng hai cam đi. Đầu tiên là các bạn cần phải xác nhận page, các bạn phải xác nhận page ở đây nhé. Bây giờ Facebook có thuật toán mới, các bạn cần tạo cái page, thì các bạn sẽ đi đến phần cài đặt doanh nghiệp này. Ở đây các bạn có thể thêm cái page của các bạn vào, thêm cái trang nếu như các bạn có trang, hoặc là nếu không có thì các bạn ấn tạo. Mình khuyên các bạn nên tạo cho nó nhanh. Tạo này, thì các bạn chọn nghệ sĩ này, cái này nó nhanh, các bạn gõ một cái tên đây, ví dụ cái tên này là Oasis. Đấy, chọn danh mục blogger, tạo, thế nó nhanh, tạo vậy cho nó nhanh các bạn nhé. Ok, sau khi tạo xong rồi thì các bạn sẽ thấy ở đây có cái trang này, thì các bạn cần phải thêm cái con vi của các bạn vào cái trang này, ví dụ đây là trang rồi, rồi. Người thêm tài sản này, các bạn sẽ chọn trang truyền thống này, chưa có trang này, thêm này, tạo
list. Ok, tạo trang. Đó, ở đây cái trang rồi này. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải thêm người vào đây, đúng không ạ? Thấy không? Ở chỗ này phải có người, nó phải có các bạn, thì các bạn ở sang phần cái phần này các bạn sẽ F5 lại này. Đấy, cái phần đi lên cam check cam ấy, nó sẽ bắt chúng ta phải xác nhận cái fanpage. Đấy, thì các bạn xác nhận ở đây là xong, thì các bạn lúc này các bạn có thể tạo campaign trên cái tài khoản cáo của cái doanh nghiệp mình dùng. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo cái campaign, tạo nhanh thôi. Mình sẽ lên đúng cái bài vừa rồi, trên đúng cái fanpage vừa rồi các bạn nhé. Đây 6H1. Và chúng ta sẽ phải chọn lại trang. Quân ba này, chém gió này. Đấy. Ở đây nó có rất nhiều những cái thành phần clone, vậy nên chúng ta sẽ loại trừ họ đi. Tạo này, tạo thêm một cái nữa thôi. Không tạo tham như vừa rồi thì để cho nó tránh bị đa. Hai. Đấy, ok. Lập ID này. Cái việc mà lên cái tài khoản mới thì nó rất là khó đối với những cái bạn mà không có chuẩn bị kỹ. Đấy, không có chuẩn bị kỹ thì bạn nên rất là khó để các bạn có thể lên lại được cam, nó là cả một vấn đề. Tuy nhiên là để ok hơn thì các bạn nên chuẩn bị cái cách này. Đấy, ok, đóng lại này, xem lại và đăng này. Và các bạn lưu ý rằng trong cái bộ quy trình, cái danh sách phát quy trình vượt bão thì có 6 cái video, thì 6 cái video đấy nó là 6 ngày. Các bạn 6 ngày xử lý vấn đề chứ không phải là một ngày, các bạn có thể làm một phát lên luôn được luôn, các bạn hình dung ạ. Nó là 6 ngày, cả một 6 ngày này, cả một quá trình dài. Và cách này thì sẽ giúp các bạn lên nó nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng mà cái cách kia thì nó sẽ giúp cho các bạn lên lâu dài hơn, đúng không ạ? Lâu dài hơn. Đó, ok, nó đang xem xét này, đang xét duyệt. Đúng không? Các bạn khi các bạn lên ít ca thì nó sẽ đỡ bị bất thường nhiều hơn. Ở đây mình sẽ lên 2K. Ok. Thì cái campaign này, cái tài khoản này mình sẽ tiếp tục để ở đây và theo dõi và làm những cái video clip tiếp theo cho các bạn, để cho các bạn biết rằng là nó có thể sống được bao lâu, tốt nhất là sống bao lâu. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Và một lưu ý nữa đối với mọi người đó chính là gì, cái nguyên liệu này này. Thứ nhất, V902 các bạn cần phải chọn nguồn viên là bao bao checkboy và email. Đấy, và email các bạn lưu ý điều này giúp mình. Thì những cái con viên mà nó checkpoint và email là cái email đã được thêm vào cái con viên đấy trên 30 ngày. Vậy nên là nó sẽ có chốt hơn với Facebook và nó tránh bị checkpoint. Cái thứ hai, bên kháng thì các bạn cũng cần lưu ý nhiều. BM kháng các bạn cũng
cũng chẳng cần lưu ý gì nhiều đâu. Bên mặt khác các bạn không cần lưu ý gì nhiều, các bạn chỉ cần lưu ý giúp mình đó chính là cái phần phần tài khoản thôi. Tài khoản các bạn tránh khi lên cam thì các bạn tránh lên nhiều cam giống cái tài khoản một thôi. Đây giống cái tài khoản 6H này của mình thì nó sẽ đỡ bị bất thường rồi. Còn các bạn nên ít cam thì thoải mái, và các bạn muốn lên được nhiều cam ấy, muốn lên được nhiều cam, ví dụ như cái này, ví dụ như cái đây đi, ví dụ như đây, ví dụ như một con BM này, tài khoản quảng cáo doanh nghiệp này, mà muốn lên được nhiều cam thì các bạn cần phải có một cái ngưỡng khá là cao, khá là ổn định, khá là lớn. Đấy, các bạn thấy không? Đây ví dụ đây là con này thì mình sẽ xem các bạn xem ngưỡng của nó. Thì khi các bạn có một cái tài khoản mà ngưỡng cao, tức là khi tài khoản chớt rồi thì các bạn làm cái gì nó cũng dễ và các bạn cũng không sợ bão đâu. Đấy, ok. Đó, cái ngưỡng con này là 20 triệu thì các bạn muốn làm gì nào? Đây tài khoản quảng cáo doanh nghiệp nhé các bạn nhé. Đó, tương tự với con này thì các bạn muốn cái tài khoản quảng cáo này thì các bạn muốn nó chạy được nhiều thì các bạn cũng phải chờ đợi một vài ngày để làm sao để nó tiêu được tiền, nó tăng được ngưỡng, mà dùng tiêu được tiền và tăng được ngưỡng thì các bạn mới có thể làm được. Cái ngưỡng mà có thể làm tốt nhất theo cái kinh nghiệm của mình đó chính là khoảng 1 triệu 7 cho 50 nghìn trở lên thì các bạn có thể làm nó ổn định hơn, hoặc càng càng tốt 5 triệu, 5 triệu rưỡi trở lên thì các bạn sẽ làm nó ổn định và ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.